Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Tân vừa phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 15 năm 2022. Tại đây, các tình nguyện viên được tư vấn, tìm hiểu và chia sẻ cách thức, mục đích và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện cứu người. Đợt hiến máu lần này có hơn 200 tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã thị trấn Phú Mỹ, Phú Thọ, Tân Trung, Tân Hòa, Phú Hưng, Hiệp Sương, Bình Thạnh Đông tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 91 đơn vị máu. Lũy kế đến nay đã tiếp nhận được 1.689 đơn vị máu, đạt 91,94% chỉ tiêu trên giao. Thời gian qua, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện Phú Tân đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ của 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Việc hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân đạo có ý nghĩa cao cả, góp phần quan trọng trong công tác hỗ trợ điều trị cho những người cần máu.